Chào mừng các bạn đã quay trở lại với BNC Speaker Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu loa 10NDL64, một mẫu loa 2.5 tấc. Đó là một mẫu loa rời chuyên dùng để lắp loa thùng nghe nhạc hoặc sử dụng làm karaoke tại gia đình. Ngoài ra cũng có thể làm những cái mẫu loa monitor nhỏ gọn trên sân khấu hoặc là chúng ta sử dụng làm phòng thu. Thì bây giờ mình sẽ đập hộp mẫu loa 10NDL64 này, sẽ điểm qua một số thông số của nó cũng như là cái đặc điểm chi tiết của nó. Và đây là mẫu loa 10NDL64, các bạn thấy nó rất là nhỏ gọn vì mẫu loa này là mẫu loa 2.5 tấc. Nó sử dụng ngôn ngữ thiết kế chung với dòng 12NDL với 15NDL, tức là sử dụng khung xương cá này. Rồi từ neodym. Đó. Mặt trước thì các bạn sẽ thấy là có màn loa sử dụng mũi loa lõm. Thì loa này nó có đường kính con là 64mm. Mặt loa, màn loa thì được chán nước chống nước nha, chắn lớp chống nước trước và sau luôn các bạn. Thì có hai đường gân đó, cứng cáp. Rồi ở dưới thì chúng ta sẽ có lớp mạng nhện gọi là spider này nè, thì chúng ta sẽ có một lớp thôi. Rồi mẫu loa này thì có công suất từ 250W đến công suất đỉnh là 500W. Mẫu loa này nhỏ gọn thì thích hợp dùng để đóng thùng làm loa nghe nhạc, loa karaoke tại gia đình, hoặc là chúng ta có thể làm một loa monitor trên sân khấu. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe thử. Chiều vắng bước chân tôi thinh lặng bước trên. Thì cái con loa này chưa lắp thùng mà tiếng nó đã sáng như thế, thì sau mình đây có lắp thử thùng. Thì mình sẽ làm một cái clip sau cho các bạn nghe cùng nghe. Các bạn nhớ theo dõi nha.